Ồ, ăn ăn có lúc thôi. Chúng ta làm việc chúng ta uống nước thôi chứ ăn tí nữa nào. Rồi, bài tập về nhà thì chúng ta làm cho thầy bài này là cái bài bạn này ok không? Giờ ok không? Bạn làm cho thầy bài này. Cái bài này chính là hệ thống gì? Pulley. 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 Đúng không? Đây là bài bài tập này. Pulley. Đúng không? Công thức đây. Rồi. Đấy là bài tập về pulley. Bài thứ hai là bài này. Đấy. Bài thứ hai là bài này. Là bài hai. Tính toán như này. Chưa? Nhá, về chúng ta làm về hai bài này. Đúng không? Chúng ta làm qua cái Word được. Qua Word xong rồi chúng ta cái vẽ này chúng ta có thể là sử dụng các công cụ MATLAB hoặc vân 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 vẽ. Rồi. Sang cái chương tiếp theo là hệ chuyển động điện một chiều. Nào, cái phần chương này có ai hỏi gì thầy được không? Cho em xem lại bài 1. Một đấy, cái này thầy đã gửi file cho rồi nhá. Có cả file này rồi đấy nhá. Cho nên đây bài 1 đây. Pulley. Ok. Bạn nào có bạn nào chưa bạn có bạn nào chưa có fan này không? Ok. Nào, chúng ta sang phần chương 2, hệ chuyển động điện một chiều. Trong cái hệ chuyển động điện một chiều này thì nó gồm có ba cái phần thôi. Phần thứ này gọi là phần gì? Phần này phần gì?
Hôm nay gọi phần gì? Đó là phần gì? Ừ. Quyền, phần này phần gì bạn Quyền? Bằng văn quyền đâu? Em không biết thầy ạ. Anh lại không Hệ biết thống cơ nhỉ? khí ạ. Hệ thống cơ khí đấy, ví dụ như là hệ thống pulley, các hệ thống mà giảm tốc này, không biết là thế nào đây, hệ thống tải kết nối cơ khí đấy. Còn cái phần này là gì? Phần này là phần gì? Động cơ điện, động cơ điện à, quên, hệ Rồi, hệ thống động điện. cơ điện. Ừ. Đúng rồi. Động cơ điện vì nó liên quan đến machine mà. Machine tức là máy. Chúng ta phải hình dung ra là ok, chúng ta đang làm cái này, chúng ta trong thực tế là chúng ta đã đang xử lý vấn đề gì. Và cái thứ ba nữa là gì? Là gì đây? Là hệ thống gì? Về gì? Hệ thống điện. Thống điện, điều khiển cấp điện đúng không, điều khiển này, cấp điện này đúng không, hệ thống điện đúng không. Và cái này hệ thống điện thì nói rõ ra có thể là bộ gì, bộ biến đổi đúng không. Thì trong cái mà chúng ta học ấy thì đây chính là bộ gì, cái này gồm những bộ gì? Ừ. Gồm những cái bộ gì căn bản là PPU. PPU rồi, nó gồm những cái gì? Bộ điều khiển. Thì bộ điều khiển có trong đây rồi, có rồi, nhưng mà chủ Hình yếu là cái gì nào? Để chúng ta hình dung ra trong đầu là cái gì nào? Nào, cái này là cái gì? Bộ này bộ gì? PPU là bộ gì? Ừ. Chúng ta phải hình dung ra trong đầu ấy, chứ không phải là chúng ta học kiểu chơi chơi vui vui đâu. Đó, lý thuyết còn lý thuyết, nhưng mà khi mà thực tế thì là chúng ta phải có cái hình dung trong đầu đã. Bạn Duy bộ đây là chuyển bộ động gì? điện. Chuyển động điện, nhưng nó là bộ gì? Converter. Hả? Converter Converter rồi, không? nhưng mà nói cụ thể ra đi là cái gì? Để chúng ta khi mà chúng ta ra thị trường hoặc xong một cái hệ thống chúng ta nhìn thấy ngay là bộ Bộ gì? chuyển đổi công suất à? Biến đổi. Bốn điểm là gì? Công suất à? DC. Đúng không? Hoặc là DC đi gì? DC. Thì bộ có bộ biến đổi chứ bạn này. Tức là khi mà các bạn diễn đạt một người kỹ sư, các bạn nên diễn đạt một cái gì mà cho người khác dễ hiểu nhất và tối đa hóa cái thông tin trong cái việc diễn đạt đấy, để cho cái người đối diện ấy nó cảm nhận được là ok, rất là an toàn, rất là tin tưởng. Đó, nó không thể nói là nó chung chung à, xong mà chung chung quá nó lại không không ra cái gì thì chết đúng không. ACDCDCDC bộ này bộ DC. Còn trong này nó có thể là có hệ thống điều khiển này, sensor thì chưa nói đến, nhưng mà cứ đi thế này đó, nguồn vào đây thì cái trong này nó như thế này, nó bao gồm cả nguồn vân vân. Nhưng mà đại loại là sau cái mà cấp cho động cơ điện chỉ có bộ ACDC và bộ DCDC thôi, và từ động cơ điện thì nối ra hệ thống tải động. Đấy. Rồi. Thế thì nhắc lại như thế, đấy là hệ thống chuyển động điện. Và chúng ta chú ý cái đấy, như hôm trước chúng tôi đã nói là cái sơ đồ. Ví dụ như đây, một cái mà hệ
Ví dụ như đây, nếu mà tôi tốt stop tem mà thầy đã nói cũng rất nhiều lần cái này rồi. Đây như thế thôi. Đúng không? Thì đây là, đây nó là động cơ này. Sau này nó truyền tải thì không nói gì, tải đằng sau này. Đây chính là bộ gì? Đây. Đây là cái bộ AC. AC. Đúng không? AC DC xong lại gì? DC AC. Đây chính là bộ gì? Cả tất cả đây gọi là bộ gì? Hả? Bộ điều khiển. Bộ điều khiển. Băng truyền. Băng truyền gì ở đây? Biến tần. Bộ gì mà tôi đã nhắc bao nhiêu lần các bạn rồi? Là học người ta phải những cái điểm gì là trọng tâm. Người biến tần. Biến tần. Biến tần. Bộ gì nhưng mà nó biến tần thì không phải chúng ta học chơi biến tần. Biến tần thì có hai cái bộ này ACDC và DCAC thế thôi. Đây là một hệ truyền động, chúng ta phải ghi vào, đúng không? Hai nữa là chúng ta có những cái bộ này, ví dụ đây. Đây là bộ gì? Nó chỉ một bộ nhá, một phía đấy nhá. Ví dụ nó chỉ là ba cái này thôi. Đây là cái gì? À, đây là bộ gì? Chỉ hiệu. Đây là gì? Chỉ hiệu gì? ACDC. Nghịch lưu ở đây. Đây chỉnh lưu gì? Có gì? Có điều khiển. Ba nguồn nó đấu vào đây này. Ba nguồn đấu. Cái bộ này không quan trọng nhá. Ba nguồn đấu đây này. Ba nguồn đấu đây này. Được chưa? Đây là sử dụng gì? Dùng đi ô thì thi to. Nào, Phương Nam đâu, ngồi đâu, chị chạy đâu đây? Chị to. Đấy, chúng ta phải nắm được cái đấy. Khi ta nhìn hình, ta phải nắm được cái này. Chúng ta không ngả ơi được. Đúng không? Còn đây là động gì? Động cơ. Đây là động cơ. Đúng không? Đây là động cơ. Có thể nó nối tải phía sau này kệ nó. Đó. Đây là động cơ này, động cơ một chiều hay xoay chiều đây? Một chiều. Một chiều, đúng rồi. Nếu này bảo xoay chiều thì chết. Rồi. Đấy, sơ đồ thực tế đây. Đó, sơ đồ thực tế như thế này. Đấy là cái chúng ta chú ý. Động cơ đây. Và nó nối vào tải đây. Đây chính là hệ thống tải. Đây là động cơ một chiều này. Đây là động cơ một chiều như thế này. Và đây là hệ thống kết nối tải của nó này. Đấy, đây là hệ thống kết nối tải của nó như thế này. Đấy. Hai cái trục này. Đây là kết nối cơ khí, còn đây động cơ, đúng không? Đấy, thì cái động cơ này nhé, hai cái dây đây, hai cái đây động cơ này, thì nó được kết nối từ hai gì đầu ra của bộ gì đây? Bộ này là bộ gì? Bộ này bộ gì?
Có phải bộ trình lưu hay bộ nghịch lưu? Trình lưu. Lưu nhá. Trình lưu chứ cho. Chi đi cho. Đấy, chúng ta mà không làm chết. Ngon. Trình lưu chứ cho. Đấy, những cái mà chúng ta cần hết sức chú ý. Rồi, đấy, đấy là một số cái nhắc đi nhắc lại đấy. Nào, bây giờ nó cụ thể hơn. Đấy. Thứ nhất là đây là bộ gì đấy? Chúng ta nói rồi, AC DC đúng không? Hoặc là DC DC đúng không? Cái động cơ điện ấy thì nó chia thành mấy loại? Có mấy loại đây? Cái này để làm gì? Đây là gì? Đây là gì? Nào, động cơ điện một chiều của bạn là gì? À, động cơ điện một chiều thì nó phân loại theo kiểu gì? Một là chúng ta nhìn thấy mắc mét là gì? Permanent là gì? Tám trăm vĩnh cửu. Đúng rồi. Cái thứ nhất là cái loại mà nó có loại gọi là 500 vĩnh cửu ấy. À, một ở đây là về từ. À, đây là cái phía stator mà người ta phía rotor. À, phía stator tức là động cơ điện một chiều, nó gồm có phần thứ nhất là phần từ. Phần từ tạo ra từ thông ấy thì có thể là 500 vĩnh cửu. Vĩnh cửu. 500 vĩnh cửu. Trong lúc này là gì, là từ thông gì? Từ thông không đổi. Không đổi. Và thường là bằng định mức. Đấy. Thứ hai nữa là một cái phần thứ hai gọi là cái phần là gì? Là từ thông được tạo ra bởi cuộn dây. Được không? Sử dụng cuộn dây tức là gì? Cuộn dây mà chúng ta cấp nguồn vào thì tạo ra từ trường, từ thông, tức là fill winding, tức là chúng ta phải cấp một cái gì, nguồn, gọi là nguồn kích từ. Cái này sử dụng có cần gì? Cần nguồn kích từ. Kích từ. Đây, cần cái nguồn kích từ. Thế thế nào là cần cái nguồn kích từ? Thế nên chúng ta xem như vậy là một cái động cơ mà chỉ có hai dây đi vào, không có nguồn kích từ khác nữa, thì chúng ta thường thông thường đó là động cơ mà 500 vĩnh cửu. Đó, sử dụng cái phần từ do 500 vĩnh cửu. Thứ hai là động cơ mà có nguồn kích từ vào thì là nó sử dụng cuộn dây để tạo ra từ trường, từ thông. Và cái này thì nó cho phép gì? Nó sử dụng nguồn kích từ mà, thì cái này nó cho phép là từ thông có thể gì? Có thể thay đổi được. Từ thông có thể thay đổi. Nhưng mà ngược lại thì thằng này từ thông có thay đổi được không? Hả? 500 vĩnh cửu này có thay đổi được không? Không. Không. Nhá. Đấy là cái thứ nhất. Thứ nhất là động cơ điện một chiều thì nó phân thành các loại như nhỉ? Một là động cơ 500 một chiều 500 vĩnh cửu. Đấy, nhắc đi nhắc lại nha. Mà chúng ta không ấy là chúng ta. Thứ hai là động cơ một chiều có cuộn kích từ.
chúng ta phải lốt lại nếu mà chúng ta không không ấy lốt lại. Ô, Phương Nam đâu rồi, chạy đâu rồi, trốn đâu rồi, lại trốn sau rèm ấy kia. Dương Thành Công đâu à? À. Nào, các bạn ok chưa? Thế bây giờ tôi hỏi cái động cơ này động cơ gì nhá? Có kích từ hay không? Kích từ kiểu như thế nào? Nào. Nào, động cơ này có kích từ hay không có kích từ? Động cơ này có kích từ hay không có kích từ? Kích từ làm cho mấy kiểu hay là sử dụng cuộn dây? Bạn Quý. Quý đâu? Trần Văn Quý đâu? Quý đâu nhỉ? Động cơ này là kích từ bằng 500 kiểu hay cuộn dây? Đây là từ 500 kiểu đấy ạ. Lấy đâu ra? Thầy đã bảo rồi. Thế đây là nguồn gì đây? Nguồn này làm gì? Nguồn này người ta gọi là cuộn kích từ. Đây cuộn kích từ này và cái đây là nguồn này. Nhắc lại với 500 vĩnh cửu ấy, bạn chỉ có hai đầy đầu dây vào thôi. Để cấp nguồn cho nó, còn thế 500 vĩnh cửu là nó tự tạo ra, là nó tạo ra từ trường rồi. Được chưa? Còn cái này là cuộn kích từ có thể thay đổi được này, tức là đây là cái trường hợp mà gì? Kích từ sử dụng cuộn dây. Đúng không? Đấy. Nhưng mà ta nhìn vào đây chúng ta bảo động cơ này động cơ 500 vĩnh cửu thì chết rồi. Đây là cuộn kích từ này. Nhớ đi, nhớ nhá. Đây là cuộn kích từ này. Đây là kích từ này. Được chưa? Khi nó vẽ một cái cuộn dây bên cạnh như này thì đó là kích từ. Còn trên thực tế thì là trên thực tế thì chúng ta có cái này như thế này đấy, nó có hai cái nhìn này, nhìn đây để chúng ta biết được là nó là động cơ như thế nào này. Được chưa? Chúng ta có nhìn thấy do đây không nhỉ? Có do đây, có do động cơ chưa? Nhìn nhá, nhìn xem rõ không nhá. Nhìn này, động cơ đây. Đây này. Thì động cơ này chúng ta chú ý vào hai cái. Thứ nhất là nó nếu nó vẽ hình này. Là cái A1 A2. Đúng không? A1 A2 này. Tức là đây là phản ứng. Tức là cái mà để chúng ta đi. Nó ký hiệu A tức là phản ứng. A tức là A mây trở. Là phản ứng. Nó có ghi thường là ghi A1 A2. Đúng không? A2 là phản ứng. Thì đây là hai cái dây gì? Đây là hai cái đầu cấp nguồn. Cấp nguồn cho động cơ. Cho động cơ. Còn bên cạnh ấy, bên cạnh đây thường nó ghi là các cái cuộn dây này. Nhìn, chúng ta nhìn. Nó ghi các cuộn dây như thế này. Tức là đây có kích từ bằng 500 vĩnh cửu hay là kích từ bằng cuộn dây. À. Bạn Hoan đâu? Đây, kích từ bằng cuộn dây hay 500 vĩnh cửu? Bạn Hoan đâu? Bằng cuộn dây ạ. Đúng rồi, bằng cuộn dây. Đây, bằng cuộn dây.
ký tự. Đấy à, cuộn dây ký tự. Thế thì chúng ta phải hỏi ngay, ok, vậy như vậy nó sẽ có 4 đầu vào. Ít nhất là 4 đầu vào đó. Hai đầu cho gì? Cấp nguồn đó. Đúng không? Hai đầu là cấp cho kích gì? Kích tử. Thế thôi. Đấy, chúng ta là có học có hơn. Đúng không? Chúng ta lơ ngơ nữa thì chết. Ok, nhìn đây chúng ta có thể gọi là tạm gọi là đánh hơi được ngay. Ok. À, động cơ này là thế này thế kia. Nhìn chúng ta nhìn vào đây, nếu chúng ta nhìn đây chúng ta thấy này, hai cái A1 A2 này, hai đầu C1 C2 nó đây, thì hai đầu này nó sẽ cấp được nguồn một chiều ở đây, đây quá trình lưu này, trình lưu cầu này, thì cái dương cái âm này để cấp cho đây cấp kích kích từ, còn cái trên này là cấp cho gì, là cấp là nguồn, nó đúng như sơ đồ này, hai đầu nguồn và hai đầu vào kích từ E1 E2 là kích từ. Đấy. Đấy, đấy là cái chúng ta chú ý. Nhá. Nào. Tiếp là nào, cái này là bộ gì đây? Nhắc lại, em lại quên. Bộ gì? Thành công đâu? Nó cứ chạy đi đâu đấy? Phải tập trung vào. Đây là bộ gì? Thành công. Đây này. PPU. Lại PPU rồi, thầy đã bảo là phải nói sát vào cơ mà. PPU là cái gì mới được cái gì? Có tưởng tượng ra không? Người yêu có tưởng tượng ra PPU là gì không? Bộ xử lý công suất ạ. Ừ, nói rồi, chúng ta không nghe thầy nói rồi. Bộ này là những bộ gì? Máy nó bị lắc. ACDC ạ. Đúng rồi, ACDC đây này. Các bạn phải tính vào chứ. Đây là xí to con cái tờ đây mà này cũng không nói được cái chúng đích nữa thì hỏng rồi. Đấy là ACDC, còn cái bộ switch mode này, switch mode tức là đóng cắt. Switch mode tức là đóng cắt. Thì chỉ có bộ gì thôi. Hả? Switch mode thì chỉ có DC. Cái gì khác này? Nhưng không phải là sách nước ngoài nó không nó rất ngắn nhưng mà nó rất rất là rõ đấy nhá. Nhưng không ấy viết thì cho con mới chơi ok ACDC không đúng không, còn DCDC thì ở đây là đây thì chắc chắn là DCDC được chưa. Còn cái electric short này là cái gì nào? Nào, bạn nào trả lời thì electric short là gì? Nào, nguồn điện. Cái... Ủa rồi, xoay chiều ấy một chiều. AC short hoặc là gì? DC short tùy. Một chiều hoặc xoay chiều. Nếu mà nó là DC thì các bạn phải dùng một chiều đấy. Hoặc là các bạn dùng chỉnh lưu ra một chiều, vân vân. AC short nhưng mà cái này chắc chắn có thể AC hoặc DC tùy. Đúng không? Nếu mà AC mà bạn dùng cho DC thì bạn từ AC bạn phải chuyển sang DC đã, xong từ DC chuyển sang DC. Được chưa? Nhưng cái này chỉ như có điều kiện hay không? Cái này chỉ như có điều kiện hay không? Có điều kiện hay không điều kiện? Có điều kiện. Có điều kiện nhá. Còn cái này DC có không? Có điều kiện không? Chúng ta phải nghĩ trong đầu. Có điều kiện không? Có ạ. Đó, nó thay đổi tần số đấy. Thay đổi độ rộng gì? Độ rộng gì?
Rồi, ta ra chơi. Các bạn nghỉ thế nào thôi. Các bạn ăn uống đi nhá. Ăn uống đi. Phương Nam ăn uống đi nhá. Anh ăn uống giờ này.